em đẹp. Chất chất quấn luôn chất, quay luôn chất. Anh tài xế anh sợ bỏng của chạy lấy người kìa. Cha cha cha, ba lý lấy chồng cha già. Cha cha cha, ba lý không lấy bà già. Cha cha cha, cha 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 cha, ba lý lấy chồng già. Bỏ giờ cả chỗ. Heo ông cầm luôn rồi. Heo ông cầm rồi. Ông trời. Bá ghê quá. Tỷ mẹ mà có cầm. Hello mọi người nha. À, mọi người biết tại sao mà dì Chất hôm nay mặc đầm rất là đẹp không? Thì hôm nay cũng xin báo với mọi người là khoảng tối tối là lúc 7 giờ á là dì Chất, dì Xuân. À, đi sinh nhật. Rồi tối nay Chức để phục vụ cho sinh nhật, Chức làm cái gì vui, Chức nói cho mọi người nghe coi. Hát bài gì? Múa cột. Múa cột, cột. Em vừa hai cột bánh cho bà rồi. Đừng bắt người ta. Ê, bắt bài, ba nén hương trầm luôn. Ê, bậy bạ. Có liệm bài ba nén hương trầm rồi đó. Chào mọi người, gái Chức. Chào mọi người. Bóp lại, anh bóp lại. Đó, cứ vậy không mà Chất không nói gì hết đó. Đó, thấy không? Chất. Kìa, bà cầm bà tặng tặng quà cho Tấn Nguyễn, Chất không nói câu nào luôn ta. Tặng gì vậy? Ngoại tình giống này. Cái nhỏ này xong rồi tắm mày. Trời ơi, thịt này ngọt đó. Chất biết tại sao mà dạo này mà ông cầm tấn công anh Tuấn Nguyễn dữ không? Chất để vậy xảy ra luôn hay gì? Rồi cái nhà Chất là bây giờ ảnh quyết định là ảnh mua rồi đó, Chất thấy sao? Sao bán người ngoài cũng vậy, bán ảnh cũng vậy? Sao không bán cho ảnh, nói lý do đi. Ghét Tuấn Nguyễn rồi. Thấy gì ta? Ghét người ta mà cứ đòi tiền người ta hoài là sao ta? Thương mới đòi tiền được chứ ghét quay xe ra ai đòi tiền. Giờ gặp nhau chỉ nhìn ngó thôi chứ không có nói chuyện đâu. Tuấn Nguyễn bây giờ giận Chất rồi đâu có nói chuyện đâu, ngồi sát bên mà. Giận giận thương thương anh ơi. Có cái bài hát đó hay lắm nha. Đi đâu Chất? Đi đái. Không ai dắt Chất đi đái nha. Đây Chất. Ở đi đâu? Con qua bên gì kìa? Bảy Cân hả? Ở đây Hương Trần giờ. Nè Chất đi. Là Chất qua anh Bển Chất kêu đồ ăn ăn mình đúng không? Không, cái đồng này nói tính ra là chưa được mỏng. Lấy cái đồng kim rồi là mỏng. Ai cho anh cái gì vậy? Này mà không ai. Đó cái người đó. À, chứ đâu phải là vậy con. Làm ơn cho người. Không xin trả lời. Không quay chúng ăn. Đi ra chỗ khác đi. Đó. Đâu cổ âm mày. Em nay em thiếu máu, em bệnh hoài, mưa hôm qua lết ướt ác luôn. Tiền không có mà em bệnh máu chảy về tim rồi. Cộng đồng Hương em cho tiền vô nước biển đi, 300 một phần. Mệt quá à, em bệnh lại rồi, đi không nổi. Bà chứng minh với số đi nổi. Cạnh ca lại la em yếu lắm rồi. Rồi đi ngang mà số lục kìa. Đâu ngoài lãnh tiền hay gì? Ừ. Không được tắm hả? Sáu tắm hả? Sáu lục. Sáu lục là sao? Ở Gò Bông quá hả? Cô cho phép về bán giấy số là có tiền liền à? Thì bây giờ á, Chất bệnh hoạn mà Chất muốn mọi người thương á, là cái thứ nhất á, con khuyên Chất á là phải dễ thương.
năm điều dạy. Điều thứ nhất em bệnh hoạn cho tiền để vô nước biển. Điều thứ hai nữa, mấy tháng em bệnh quá lết em nổi, ngưng trần bỏ rồi, nó không có cho tiền. Ông Nguyễn á, ông Việt Kiều đó bỏ ông rồi. Anh Vũ nhớ gửi tiền cho em với, em bệnh quá à, cộng đồng ơi. Gì nữa anh? Mới có ba điều hay gì á, còn hai điều anh nữa rồi. Điều thứ tư nữa, giờ em bệnh hoạn quá, mưa gió hoài, bán cái số ấy qua không biết cho em tiền đổi ngày gì nữa. Giờ đổi ngày gì? Điều thứ năm nữa, tối đi khuya trúng đất, giờ em khổ quá rồi. Ăn gì tiêu kia nó bỏ vô rồi, không có tiền. Cộng đồng cho tiền vô nước biển với nằm đi, lúc này em lết lắm, em yếu lắm rồi. Ba cái ghét. Rồi. Trong 5 điều. Sau khi nói 5 điều rồi bây giờ mình đưa tiền. Tức trước. Bây giờ chứ muốn nhiều. 5 triệu. 5 triệu đó chức làm cái gì? Để con biết là con ứng trước nè, giống như anh Việt Kiều nói ha. 5 triệu đó chức giúp vốn, chức bán bông hồng. Sắp đến lễ gì mà bắt đầu bán bông hồng ta? Lễ bả đó. Ngu vậy. Giờ không ấy, bây giờ mình làm đám luôn đi. Đám vậy đi mua lại chuối đi. Em không biết luôn á. Rồi giới thiệu với mọi người nha. Hiện tại giờ Dì Chức đang ăn bánh tráng trộn của Cát Thi nha. Thì bánh tráng trộn Cát Thi ăn như thế nào chớ nói cho mọi người nghe đi. Ngon mà gà ngon. Có bên kia sáng mà đi nhà bánh làm ra xong. Có trứng của chồng thôi. Đi vô ra đây rồi. Mẹ qua. Phải bánh tráng trộn này của Cát Thi không? Phải luôn hả? Ôi rồi xa xôi ai mua cho bà cho bà ăn nè. Ăn cho hết rồi chứ. Bánh tráng nãy ăn hộp thấy ngon lắm mọi người. Ăn thực sự nói hơn chừng cũng thèm bánh tráng trộn lắm. Nhưng mà sợ nóng thôi à. Chứ ăn bánh tráng trộn rất là ngon. Luca, hai bàn tay của em đón anh Tấn Điển liền. Một ngày có ba, một tháng có 300 ngàn, ấy 3 triệu thôi, không có cần 4 triệu. Hồi nãy cái khúc nãy á, mọi người hiểu không? Là Hương Trần quay không có kịp, thì Mộng Cầm mới lên tiếng nói là nếu mà Tấn Nguyễn bỏ Dì Chất, thì Mộng Cầm sẽ đến với Dì Chất. Nhu cầu của Mộng Cầm á là một tháng chỉ cần là bao nhiêu tiền? 3 triệu. 3 triệu thôi. Không cần nghe. Bà cũng về bệnh mà nuôi mẹ hết. Ủa, bà cũng bệnh vậy? Bà bệnh nặng hơn nữa. Thôi. Bệnh nặng hơn nữa. Có nặng mà. Rồi không nặng mà cứ để vô bà bệnh gì biết không? Trời, biết bệnh gì không? Bây giờ bà nói á thì phải để cho anh Tấn Nguyễn anh trả lời. Anh Tấn Nguyễn nói đi, trả lời đi anh. Đó, bây giờ nếu mà bà bỏ, ông bỏ bà Chất ra thì đến với Mộng Cầm, Mộng Cầm nhu cầu chỉ 1 tháng 3 triệu thôi. Cơm nước rồi ai nấu cho ảnh? Em chấp nhận nó nấu chồng nấu mình mà. Cơm nước là phải lo cho rồi. Quần áo ảnh lại giặt. Tôi giặt. Trời ngon dữ vậy trời. Vô hả, mới giặt thiếu gì? Mà ta... không anh. Trời ơi. Sao môn Tấn Nguyễn dữ vậy? Cái này là nóng đó. Cái này là bà chơi với bạn dành chồng bạn. Không. Ôi, cái đó không có lên nha, lên là tôi chửi không á. Ủa mình là cái gì? Mình nói được thì mình làm được. Bây giờ cái tình cảm của mình sao mình cứ nói vậy, không có sao hết á. Ví dụ tôi nói tôi thương Tấn Nguyễn thì tôi nói tôi thương Tấn Nguyễn. Hiện tại bây giờ cũng cập nhật tình hình cho mọi người nghe nha. Cái mối tình là Dì Chất với Tấn Nguyễn, Hưng Trần với Tấn Nguyễn, bây giờ thêm Mộng Cầm với Tấn Nguyễn nữa là mối tình tay ba tay bốn gì luôn nha mọi người. Rồi đăng cái clip này đi, giờ mẹ cầm hướng dành đá. Ôi về chơi với bạn là dành chồng bạn luôn nè con. Mà không biết chồng của bạn có ha quay qua Mộng Cầm không nữa. Có ý đồ, có ý đồ từ sớm rồi, lên đường nào bị chửi nào cũng nè. Anh cà chế qua đi đủ đó sầu cà đại. Qua đi. Anh cà chế. Dì Chất kêu anh nè. Qua đi em đi đây. Đã xin xe màu đen nè, đi vô đây.
Ừ. Ủa ăn cho hết đi trời ơi. Trời ơi. Gái nít na là đây nè, thì Mỹ là ở đây nè, chứ đâu. Anh Tấn Nguyễn anh yêu gì chất là gì gì phải không? Vú. Cái gì nữa? Ao ao. Áo hả? Rồi. Chữ am đi. Chất có khi nào chất biểu thận không chất? Sao nãy giờ con chưa đi lần nào chất đi 2-3 lần rồi chất? Anh thấy gì không anh? Anh ơi, anh tài xế, anh thấy gì không? Trời ơi, giống như sung sướng vậy chứ, cười ra rất là ngoãn miệng nha. Trời, té nữa rồi, té nè. Ngồi xích vô cho ông một chút. Anh em đẹp hả? Chất chất quấn luôn chất, quay luôn chất. Anh tài xế anh sợ bỏng của chạy lấy người kìa. Cha, ba Lý lấy chồng cha già. Cha, ba Lý không lấy bà già. Cha. Ê, Lý lấy chồng già. Em phải cái bài đó chứ mà bộ lên Lý bài đó. Cái này sao anh bỏ vô đi đây vô thầy cứ ớt chứ ta cầm cái đầm lên đằng quá rồi. Cái này mình muốn bỏ vô hả? Theo ông cầm luôn rồi, theo ông cầm rồi. Ôi ông trời ta ghê quá, nó có cầm cái đầm lên đằng cũng bỏ cả lại lấy mấy đầm mà ghê quá mà chết ơi. Hỏi ơi hỏi ổng rồi lấy ai? Lấy mày á, qua bà đúng không? Mà lấy tôi á thì tôi nói ông bà nghe nè, lấy tôi mà hả, không có là ê hai chán ai hãm ăn gì vậy vậy.